MV đi. Thì concept MV với đỏ và đen khi được tung ra thì chị tại sao lại chọn cái concept như thế này ạ? Tại sao lại là đỏ và đen? Thật ra thì mọi người cũng khá thắc mắc là tại sao là lại có cái màu sắc như thế. Thế nhưng mà tại cái ca khúc Buổi Yêu ấy, ngay từ khi mà bọn chị có cái ý tưởng cho phần audio là bọn chị đã có ý tưởng cho MV luôn. Tức là khi mà mình xây dựng cái audio là mình đã nghĩ luôn là mình sẽ thực hiện hình ảnh như thế nào. Thì với concept Mùa Yêu thì chị nghĩ là không có màu gì hợp hơn là màu đen với màu đỏ. Tại vì thường là trong mấy cái mùa là màu đỏ, xong rồi viết chữ đen ở trên đó. Đấy, tức là cái concept của mình nó không thể hợp với một cái màu sắc nào hơn. Thì chị nghĩ là ngay từ đầu là bọn chị đã quyết định ra concept cho MV và cho audio rồi. Chứ cũng không phải vì lý do nào mà mình lại chọn cái màu sắc như thế. Mà chị nghĩ là rõ ràng là bây giờ cái concept như thế mình không còn một màu sắc nào phù hợp hơn. Và cái đấy bọn chị đã quyết định ngay từ khi bắt đầu làm audio rồi. Vậy thì em hơi tò mò là từ cái giai đoạn audio đến giai đoạn ra MV thì cả một cái quá trình đó mất bao lâu? Tại vì thật ra các fan cũng chờ chị đến tận 10 tháng thì mới thấy được sự quay trở lại lần này. Thật ra thì là cái lúc mà được chưa nào? Sinh rồi đúng không? Rồi, em hỏi thì chị quên mất rồi. Dạ, em cũng quên luôn rồi. Thôi nói chứ, em đùa ấy. Thì em hơi tò mò là từ cái giai đoạn audio đến giai đoạn ra MV thì cả ekip đã phải mất một quá trình bao lâu? Bởi vì thật ra các fan cũng đã chờ chị đến tận 10 tháng mới thấy được sự quay trở lại lần này. Thật ra thì khi mà bày ra dự án Việt Nam, chị và Tiên là tự đặt deadline cho mình là cuối năm 2017 đã phải xong hết cả 3 bài rồi. Còn bây giờ là giữa năm 2018 tháng 5 2018 mới ra được bài thứ hai ở trong cái project này. Thì thật sự là bọn chị rất là muốn hoàn thiện nó đúng deadline. Bọn chị rất là muốn luôn luôn có sản phẩm mới đến để phục vụ khán giả, bởi vì mình biết là fan hâm mộ của mình cũng mong chờ những cái sản phẩm mới của mình. Nhưng mà vấn đề bọn chị gặp phải là bởi vì ngay từ đầu Việt Nam nó đã là một cái ý tưởng rất là khó để triển khai rồi. Như mọi người cũng biết, ví dụ như chị hát một bài ballad Anh Yêu Em Yêu Anh bỏ em không cần vân vân thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình. Đúng rồi. Một cái con đường mà mình đi một cách cũng bằng phẳng hơn. Nó sẽ bằng phẳng hơn, nó không nhiều thử thách bằng. Nhưng mà khi mà chị nghĩ là mình đến thời điểm mình cần phải thay đổi và mình cần phải chủ động hơn, mình cần phải có những cái bước chuyển mình, thì chị không chọn con đường bằng phẳng để đi nữa. Mình bắt buộc phải đi một con đường nó gập ghềnh hơn một chút. Thì khi mà đi trên một con đường gập ghềnh thì mình cũng không thể đi nhanh được, mình cũng phải đi từ từ thôi. Cho nên là mặc dù là chị rất là sốt ruột với cái deadline mình tự đưa ra, nhưng mà mình cũng không thể vì deadline mà mình đưa ra những cái sản phẩm nó thiếu chỉnh chu được. Và trong suốt thời gian khán giả chờ đợi thì cũng là thời gian bọn chị làm việc liên tục không ngừng nghỉ trong suốt một cái thời gian đấy. Từ lúc mà ra mắt xong ca khúc Nói Thương Nhau thì Đừng Làm Trái Tim Em Đau là cả một thời gian mà cả ekip làm việc rất là liên tục từ thời điểm đó cho đến lúc ra. Tức là bọn chị không phải là kiểu ngày nào cũng ở trong phòng thu và dần vặt nhau là hãy nhanh lên để ra được cái audio đi nào. Nhưng mà ngày nào bọn chị cũng nói chuyện với nhau, keep contact với nhau và luôn luôn ai có ý tưởng gì cũng nói và góp ý cho nhau. Và từ cái lúc mà bắt đầu có cái demo đầu tiên đến lúc ra bản final audio, nó là không biết bao nhiêu cái demo bọn chị làm. Em mà được nghe cái demo đầu tiên chị hát thì em sẽ ngất vì nó kinh quá.